chào bà con ha. Hôm nay em lên một cái con phun thuốc phiên bản giới hạn nha bà con nha. Phiên bản giới hạn có nghĩa là 100 con nó chỉ có một con thôi, vì con này nó rất là độc mà. Độc lạ là cái màu nó không có, màu rất hiếm luôn. Hầu giờ bán toàn màu đỏ, màu vàng, màu đỏ, màu cam, giờ nó đâu lọt ra một con màu vàng thì không biết. Nhật lâu lâu nó chơi con phiên bản giới hạn này hiếm có lắm nha bà con nha. Màu này là màu rinh luôn ha, nhựa nó đúc ra màu vàng luôn, không phải là sơn luôn ha. Đó. Con này thì chạy bốn bánh, cua bốn bánh lần luôn ha. Khi mà bà con cua hai bánh trước thì hai bánh sau nó sẽ cua luôn. Đó, hai bánh trước nó qua bên này thì hai bánh sau nó sẽ qua bên kia. Gọi là nó cua tốc độ gọi là như xe kia cua 100% thì xe này cua 50 thôi, là nó sẽ bằng cái xe mà cua hai bánh trước đó, là 50 100 á. Bánh thì bốn cái bánh thì rất đẹp ha, bánh xài bánh 20 x 10 x 10 hết, bánh là bao như mới, bánh là không có nứt nẻ ha, gai rất là cao luôn, bánh đẹp. Này chạy nguyên dàn bét sứ, bét sứ bét inox, có cái sứ cái inox ha. Đó, đây bét này xài rất là bền. Chạy động cơ Kuta đời 1005, đen đời 1005 đó, được cái máy VIP ha bà con ha, máy cực kỳ là VIP à. Máy 1005 mà 1105 mà quá VIP à. Máy này xài thì cực kỳ là bền. Máy cái bét nè đẹp không đó, chưa có dấu khó đụng vô luôn ha. Đó, rất đẹp luôn, máy xanh ươm. Máy móc cầu số bao rinh nha bà con nha. Máy móc cầu số bao rinh đó, nên là bà con khỏi yên tâm về cái vấn đề phải bung sữa về trên về ngoài đó, mà thợ thầy nào mà nó kiểm chứng mà bung cái máy ra sửa hoặc là bung cầu số đi sửa cho bà con con máy luôn đó, khỏi lấy tiền. Đây MS Maru Yanma MS 800 S, app này thì quá là khủng rồi đó, app này siêu khủng rồi ha. Nói chung là nãy em test nước thì bà con cũng biết rồi, nó phun từ đây mà qua tới đụng cái vách tường màu trắng đó nha bà con nha. Nếu mà tính cái lượng chốt á, lượng cuối cùng là ra tới cái vách đó đó, là nó phải tầm 15 mét đó, nó đi tầm 15 mét, còn nếu mà tính tới cái tốc độ mạnh của nó thì tầm 12 mét đó, mạnh như bão số 15 luôn, rất là mạnh ha. Đây là có một cái dòi để nó nhanh vô để xịt kéo dây nè đó. Nói chung mà áp với máy là quá là hệ rồi. Máy Kuta đời 1005, máy rất là VIP mà. Máy này là nói về giá trị rất là cao và chất lượng khỏi phải bàn. Thêm cái đầu cũng xịn sò nữa, ngon nè. Rồi thêm bốn cái bánh đẹp nè. Rồi cua một lần bốn bánh nè, rất là hệ ha. Số thì 3 tiếng một lùi, có nhanh chậm luôn. Đó, có nhanh chậm ha bà con nha. Xe này chạy 562 giờ bà con. Đồng hồ còn luôn. Đó. Xe bên em thay một cái ghế mới rồi hả, một cần con còn thắng và một chân ga. Đây ga chân đây đó. Xe này thì dàn áo là rin nguyên bản bên Nhật về nha bà con nha, còn dàn chân thì màu đen rin của Nhật luôn. Bên đó nói chung không phải rin nhưng mà bên Nhật nó vẫn sơn dặm tút hả. Về có một hai ba chỗ nó vẫn lem dem như bốn cái bánh là em đã sơn lại màu đen nè. Bên đó nó vẫn sơn màu đen nhưng mà về em thấy nó màu đen nó xuống màu em sơn lại thôi ha. Còn những cái chỗ màu đen như những cái chỗ đây rồi nè, đó là Nhật ở bên đó nó dặm hơn, nó dặm lem lem thôi, còn ngồi ra bên em không đụng nha. Xe rin hết đó, thay một cái bình mới và một cái ghế mới thôi nha bà con nha. Bình ngày 19 tháng 5 năm 2023, đây có số luôn ha. Đó, bơm dầu nè, 7 màu, bình dầu nằm trước đó, lọc dầu thắng dầu đầy đủ rồi. Bà con nào quan tâm liên hệ với anh em nha, số điện thoại 0835585879 0398 68745, ở thị trấn Miền Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Rồi, mến chào, hẹn gặp lại bà con những video tiếp theo. Con xe này nhìn cái màu nó không được đẹp nha, nó hơi lem luốc thôi, nhưng mà bảo đảm bà con là rất là chắc luôn. Đó, bà con mua con này là về không có làm bà con thất vọng đâu ha. Phun cực kỳ mạnh và máy móc vào cầu số đồ nó rất là rinh. Rồi bà con quan tâm liên hệ. Cảm ơn, mến chào, hẹn gặp lại bà con những video tiếp theo.